ta muốn đem thiên phú mang tới trong giới giải trí đi nhưng cậu sẽ không thực sự hành động khuôn mặt là đủ rồi được rồi đây thực ra là một câu chuyện luôn gây ấn tượng ta thật không biết diễn kịch a không đạn cửa sổ ta thật không biết diễn kịch atxt toàn tập đao loa ta thật không biết diễn kịch a chương một thân lâm kỳ cảnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc chương 2. Nàng đặc sắc là vành tai A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3. Thu hình lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5. Lúc đó hẳn là Linh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 18 tuổi Mỹ Nam Tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Không dính khói lửa trần gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Dần dần không thế giới bình thường bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Không người ra Khương Duy Chi phải. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Phát họa ảnh chân dung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.